Tối qua 30 tháng 10, tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa thể thao tổ chức khai mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh năm 2020. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh năm nay thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 17 đoàn là các đơn vị địa phương câu lạc bộ bóng bàn trên toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu các nội dung đơn nam đôi nữ ở 5 nhóm tuổi: U11, 12 đến 15 tuổi, 16 đến 30 tuổi, 31 đến 50 tuổi và 51 tuổi trở lên. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh được tổ chức nhằm động viên phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng. Đây cũng là dịp để tỉnh đánh giá công tác huấn luyện thi đấu bộ môn bóng bàn của địa phương. Qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển tỉnh tham dự các giải khu vực và quốc gia. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 1 tháng 11.